xin chào các em đây là video hướng dẫn cách làm bài mà thầy cô giao trên trang web olm vn đầu tiên các em sẽ truy cập vào trang web olm vn sau đó đăng nhập bằng tài khoản mà nhà trường đã cung cấp nhập mật khẩu sau đó chú ý rằng chúng ta phải nhấn vào nút đăng nhập tới đây hệ thống sẽ tự động đưa chúng ta tới trang cá nhân ở đó đã có danh sách bài tập mà các thầy cô các bộ môn đã giao cho chúng ta ví dụ như ở lớp 6A3 bạn Hoàng Ngọc Anh đã được giao 4 đề là đề môn toán, môn tiếng anh, môn vật lý và môn ngữ văn các bạn chú ý là chúng ta cũng có thể biết được bài tập từng môn bằng cách nhấn vào tên môn ở tab này bây giờ để làm bài các thầy cô giao có hai cách cách thứ nhất là chúng ta sẽ nhấn trực tiếp vào tên của bài tập ở trong tab bài tập này. Cách thứ hai chúng ta thấy ở phần thông báo có thông báo rằng thầy cô AB đã giao bài nào cho chúng ta và để làm bài đó thì ta chỉ cần nhấn vào đây. Ở cách thứ nhất, cô sẽ nhấn vào tên bài tập. Và đây chính là nội dung bài tập mà cô giáo viên dạy toán đã giao, các con sẽ làm bài tập nhấn nộp bài ở đây các con chú ý rằng nếu như chúng ta làm sai thì hệ thống sẽ báo rằng ta đã làm sai nút ở đây sẽ xuất hiện màu đỏ nếu ta làm đúng thì nút là màu xanh chú ý rằng ngay phía dưới sẽ có hướng dẫn giải cho từng bài Sau khi các con được 100 điểm thì nghĩa là các con đã hoàn thành bài học này. Chúng ta sẽ quay trở lại lớp của tôi. Và phần bài tập thì sẽ thấy ngay ở phần bài tập toán chúng ta đã được báo cáo là đã hoàn thành 100%, điểm là 9,3. Chúng ta có thể xem lại lịch sử làm bài bằng cách nhấn vào hình con mắt ở đây. Ta có thể xem nội dung từng câu hỏi bằng cách nhấn vào từng nút tròn. Tiếp theo là đề tiếng Anh, cô sẽ nhấn vào nút thông báo. Cô Thùy Linh đã giao đề luyện tập 1, chúng ta sẽ nhấn vào đây. Và đây chính là nội dung của đề tiếng Anh, chúng ta sẽ làm trực tiếp. Nhấn vào đây để nghe. Calculator Ruler Khi làm xong, chúng ta sẽ nhấn kiểm tra. khi mà câu trả lời không đúng hệ thống sẽ báo sai ở đây và sẽ hiển thị đáp án đúng chúng ta sẽ có hướng dẫn giải ở dưới với những câu phức tạp chú ý rằng với loại luyện tập này chúng ta sẽ không làm lại những câu sai Như vậy, với đề này bạn Ngọc Anh sẽ được 80% tương ứng là 8 trên 10 điểm. Để luyện tập lại cả một bộ câu hỏi, chúng ta sẽ nhấn vào luyện tập lại và hệ thống sẽ xóa kết quả luyện tập của chúng ta trong bài này. Quay lại chúng ta cũng sẽ thấy là điểm của phần này đã được thống kê là 8, tức là đúng 4 trên 5 câu với đề vật lý chúng ta cũng sẽ nhấn vào đây để xem đề thì đây là đề chúng ta sẽ làm phần trắc nghiệm các em sẽ thấy ở đây là thời gian còn lại đây là phần để chúng ta chọn các phương án đúng và đây là đề Sau khi đã hoàn thành xong, các con sẽ nhấn phần nộp bài. Ngay lập tức chúng ta sẽ có được điểm của bài này, ở đây là 8. Số câu trả lời sai là hai câu, số câu chưa làm là không và thời gian làm bài là đây. Chúng ta sẽ nhìn sang bên này và thấy được câu chúng ta sai là câu 2, kết quả đúng là phương án A trong khi chúng ta lại chọn phương án D. Câu 5, Kết quả đúng là phương án A, chúng ta chọn phương án B. Với đề trắc nghiệm chúng ta cũng không được làm lại. Các con sẽ quay lại đây và thấy rằng hệ thống đã thống kê điểm là 8. Để xem lại phần bài làm của mình, ngoài việc nhấn vào con mắt, chúng ta có thể nhấn ngay trực tiếp vào tên của bài tập. tiếp theo với dạng đề tự luận thì sao chúng ta sẽ nhấn vào phần bài tập văn tiếng việt đây chính là câu hỏi tự luận để làm câu hỏi này các con sẽ có thể gõ nội dung vào phần trả lời câu hỏi câu thứ hai ngoài việc gõ các con cũng có thể tải lên các file tài liệu hay là file âm thanh hoặc là hình ảnh để tải ảnh chúng ta sẽ nhấn vào nút hình ảnh nhấn phần tải lên chọn tệp open nhấn tải lên máy chủ hệ thống sẽ thông báo là tải ảnh thành công chúng ta sẽ nhấn ok ta có thể điều chỉnh kích thước của ảnh ở đây chọn vị trí so với trang sau đó nhấn đồng ý đây chính là hình ảnh. Để gõ công thức, chúng ta sẽ nhấn vào dấu sigma ở đây, sau đó lựa chọn các công thức tương ứng cần gõ. Để vẽ hình, chúng ta sẽ vào nút vẽ hình, sau đó thì thực hiện các thao tác để có thể vẽ hình. phần vẽ hình cũng như gõ công thức trên olm vn đã có một video hướng dẫn cụ thể các em có thể xem ở phần hướng dẫn sau khi đã hoàn thành nội dung câu trả lời của mình các con sẽ nhấn lưu câu trả lời nếu như muốn chỉnh sửa tiếp và chưa nộp ngay cho thầy cô còn nếu như muốn nộp bài ngay các em sẽ nhấn nộp bài và như vậy bài của chúng ta đã được gửi tới các thầy cô sau khi nộp bài thì các em sẽ không được chỉnh sửa gì nữa với bài tự luận thì khi nào mà giáo viên vào chấm điểm thì thì các em mới biết được điểm bài của mình. Có một điều lưu ý đó là khi các bạn làm bài thấy cô giao ở trên OLM nếu như làm xong mà các bạn thấy chưa có thông báo hoàn thành thì các bạn sẽ quay trở lại phần lớp của tôi. Sau đó nhấn vào tab bài tập sau đó các bạn có thể nhấn vào tên bài hoặc có thể nhấn vào nút xanh hình mắt này để hệ thống có thể nhận diện và lưu kết quả làm bài các bạn chú ý là chúng ta chỉ cần nhấn vào tên bài không cần phải làm lại bài đó sau khi nhấn xong thì hệ thống sẽ cập nhật điểm và chúng ta sẽ thấy được báo cáo ở phía sau như thế này Cô nhắc lại là khi các bạn làm bài xong mà không thấy thông báo điểm cũng như hoàn thành như thế này thì các bạn hãy vào phần lớp của tôi, nhấn lại vào tab bài tập, sau đó nhấn vào tên bài của mình hoặc nhấn vào nút màu xanh có hình mắt ở đây để có thể cập nhật điểm cho hệ thống. Trên đây là video hướng dẫn các bạn học sinh làm bài mà thầy cô giao trên trang web olm.vn. Mong rằng OLM sẽ có thể được đồng hành cùng các bạn và thầy cô trong những quá trình học tập. Xin chào và hẹn gặp lại!